đúng 12 giờ 45 phút theo giờ Việt Nam, 292 lao động Việt Nam từ Algeria đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài trên chuyến bay số hiệu VN8675 của Vietnam Airlines. Đây là chuyến bay thứ 10 và cũng là chuyến bay cuối cùng đưa lao động Việt Nam về nước bằng đường hàng không. Toàn bộ số lao động này là do doanh nghiệp Vinaconex đưa sang làm việc, đã rời Libya và nhập cảnh Algeria ngày 27 tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, địa điểm tập kết của họ lại cách xa thủ đô Algiers của Algeria 1.800 km, nên việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần không để người lao động phải chờ đợi quá lâu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị Chính phủ Algeria hỗ trợ để đưa tất cả những lao động này sớm trở về Việt Nam. Cái số lao động của chúng ta, 292 lao động này ở biên giới chạy sang bên Algeria, khi mà tình hình Libya có biến động thì nó ở một cái khu vực rất là hẻo lánh của Algeria. Cách đấy 200 cây số có một sân bay nhưng mà máy bay lớn không hạ cánh được, mà chỉ có máy bay nhỏ hạ cánh được thôi. Thế thì do cái điều kiện cái sân bay rất là khó khăn như vậy, cho nên là cái việc mà chúng ta không đưa được máy bay sang ngay vì máy bay không hạ cánh ở đó được. Thế thì Thủ tướng của chúng ta đã có thư gửi Thủ tướng Algeria, Tổng thống Algeria và đề nghị hỗ trợ. Thì vừa rồi thì phía Algeria cũng đã rất là tích cực. Thứ nhất là anh em lao động ta sang Algeria đã được phía Algeria bố trí chỗ ăn chỗ ở, đã yêu cầu cái tập đoàn dầu khí Algeria ở đó là cung cấp lương thực thực phẩm cho anh em. Thứ hai là tìm mọi biện pháp đưa anh em về. Thì vừa rồi chính phủ Algeria đã dùng xe ô tô đưa anh em ta đến một cái sân bay cách đấy 800 cây số và máy bay của ta đã sang đưa anh em về, đến bây giờ là an toàn. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh cũng cho biết thêm, cùng với việc sang Algeria đón người lao động trở về, việc chuẩn bị lương thực thực phẩm cho người lao động cũng được đoàn công tác chuẩn bị hết sức chu đáo và toàn bộ 292 lao động đều có sức khỏe rất tốt. Tinh thần anh em chuẩn bị từ hướng Libya sang Algeria là cùng 14 cây số thôi, 14 cây. Khu chơi Algeria bên Algeria thì cũng rất tốt đẹp, bởi vì có tất cả cảnh sát và bộ đội quân đội á, cùng chú đạo cho anh em ăn ngủ. Không may là cái điều sự cố như này thì anh em tôi cũng mong được về sớm Việt Nam, thì hôm nay về được tới Việt Nam chúng em cũng rất mừng và vui. 292 lao động Việt Nam về từ Algeria cùng với 1.079 lao động đang về bằng đường biển và dự kiến về tới Hải Phòng trong ngày 21 tháng 3 tới sẽ là dấu mốc kết thúc thành công chiến dịch giải cứu lao động Việt Nam tại Libya trở về quê hương.